Chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi sàn đấu tài năng. Yeah. Tiếp theo là phần thi ai là nhà thông thái. Nội dung trò chơi như sau. Các thành viên sẽ lần lượt lên bốc thăm tên bài hát bất kỳ. Và đặc biệt là chỉ được dùng ngôn ngữ cơ thể để miêu tả cho các thành viên còn lại tên bài hát là gì và hát trọn vẹn được câu hát đó. Được. Có đấy. Trong vòng 3 phút đoán và hát, đội nào hoàn thành được nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Ok. Yeah. Ở vòng đấu này, đội vàng sẽ là đội thi đấu trước. Xin mời các bạn. Yeah. 3 phút xin được phép bắt đầu. Nè. Chu thì Chu là Chu hết, còn tôi là tôi hết còn. Yeah. Một câu, một bài hát. Thế tỏa sáng. Được rồi đi thần. No. Trời. Châu ve mặt trời vì ông trời quá. Em suy nghĩ đến mặt trời bé con đấy. 30 giây thôi. Chưa là 1/3. 2 điểm. Con thương mẹ thương con. No. Cả nhà thương nhau. Ba thương con. No. Con giống ba. Ngủ. No. Đúng không? Con gái. No. Anh. Cháu yêu. Cháu yêu bà. Cháu yêu bà. Lông sắc đầu. 3 bài hát. Ghê thật chứ. Dịch. Con chưa mấy cục. Đúng rồi. Con dịch. Con ngỗng. Con ngỗng. Ngỗng. Dịch. Con dịch. Một con dịch. Một bài nữa, Ở đây gì vậy? Thôi thôi. Đi học về. 20 giây nữa, 20 giây. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng. 2, 3, 4. Em nghĩ vừa nếp melody. Anh chỉ có 5 điểm thôi. 5 điểm. Do bài hát cuối cùng, anh Khánh Vũ đã nhét theo giai điệu của bài hát và đó là phạm quy. Nên đội anh Khánh Vũ chỉ được 5/6 điểm. Lượt các em. Bạn khó quá bass nha. Về cái này, về cái cho đội kia hết đâu rồi. 2, 3. Yeah. 3, 2, 1 bắt đầu. Mèo. Gà. Cúpa. Xanh. Cá vàng bơi. Xanh cá vàng bơi. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng. 1, 2, 3. Thở. 1 điểm. Thở. Cái bài gì lạ quá. Trời, bài này thế mà kêu lạ. Ủa, không phải bài này là bài hồi nãy luôn. Không, cái bài này. Mặt trời kia. Mặt trời kia dù ở đâu. Từ ngày trời kia đến đâu. Trời, tung quả mùi đó. 2 điểm. Con không phải gì bài trẻ con nha. Lên cần phải ta bóng ok. 3 điểm. Chạy đi. 4 điểm. Cục ta con gà. Trong khi này gà con lông vậy. Con gà trong mây gai. 1/2 thời gian đã trôi qua. Con gà gây lên thế này. Có thể skip. Không sao. Vâng, chỉ còn 3 bài hát thôi. Tiếp mình. Quá khó. Cánh, có cánh hả? Có cánh à? Con xanh. Con cào. Con cào có cái cánh xanh nó bay rất lên. Em ơi, bằng nhau rồi, cố lên. Hay quá. 5 bài hát rồi. Còn hơn 1 phút nữa. Bà ơi. Sao? Ông sao? Kìa ông sao sáng, hai ông sáng sao? 5 cánh sao? Sao? Đó. Tết Trung Thu, Tết Trung Thu rất đến đi chơi. Cho em kẹt, đúng không? Tiếp đi, Dương Đèn làm sao ra con canh đời mẫu. Dương Đèn làm sao ra con canh đời mẫu. Các cái rất giá cả cả qua đầu. 6 rồi. 6 rồi anh, 6 rồi. Rồi, hay quá. Không hiểu một cái gì. Và đội xanh đã được 6 bài hát trong vòng 2 phút 14 giây. Và người chiến thắng vòng thi này là đội xanh. Trò chơi có tên là Ai Đều Hơn. Cả hai đội sẽ cùng phải thi nhảy một bài hát của P336 và tất cả đều phải đứng thành một đường thẳng để xem là đội nào nhảy đều hơn và đẹp hơn. Ồ, cam go đấy. Các bạn sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Anh ơi, em hỏi chút là bên đội của em có anh Khánh Vũ á anh, là không có biết động tác của B336 thì mình nên làm như thế nào anh? Hoặc là bây giờ có thể cho anh Vũ làm ban giám khảo được không? Được, tất nhiên anh Vũ làm giám khảo với em. Giám khảo. Anh phải công tâm nha anh. Mà em công tâm anh phải chấm xem là. Ok, công tâm. Bây giờ thì từng đội sẽ thực hiện phần thi của mình. Đội xanh bắt đầu. Sai tay. Làm đều. Làm sao đều ơi. Đều coi. Tiếp nào em. Sao dài quá vậy? Phải tới phần thói chứ mày, phần thói chứ mày nè. Ok. Rồi, xin mời cảm ơn sự cố gắng của hai đội. Dạ. Ai cũng cố gắng hoàn thành tốt. Thì trên tay đeo màu vàng thì nhưng mà chấm điểm thì phải công tâm đúng không? Dạ. Đội của mình đã rất là cố gắng rồi, nhưng mà thật sự là có nhiều cái sai hơn đội của người ta. Yeah. Đội người ta vẫn sai hiểu không? Nhưng mà ít đúng không? Dạ. Đúng vậy. Dạ, nhưng mà thôi, đến đây mình vui thôi là chính đúng không? Không có gì phải buồn cả, cố gắng hết sức là được. Mời Mon, DJ. Em thì em cũng đồng ý với ý kiến của anh Khánh Vũ. Bởi vì là bên đội kia thì bên đội này như đội này đây thì nhảy xa, nhưng mà họ vẫn cố gắng người ta nghĩ ra để họ nhảy tiếp. Còn bên kia là họ nhảy theo kiểu bản tính chứ họ không bản năng. Cho nên chấm đội xanh lá cây. MC nè, người quan trọng. Anh thì anh cũng đồng tình với ý kiến của Vũ với Hả Mon. Tại vì không phải, tại vì là bên này dù có nhảy sai thì vẫn cố gắng liên lạc và kết nối với nhau để nhảy tiếp. Còn bên này thì các em cứ nhảy sai là sai luôn, xong rồi đi ra thì cứ mải mải nói chuyện trả lời. Cố gắng thôi, nó tại chung là tập trung nhảy thôi. Đúng rồi, mấy em cũng không có tập trung á, mình phải lên sân khấu là mình phải tập trung, mặc kệ mọi người nói gì. Kệ. Và tổng kết hai vòng thi Crazy Challenge và sàn đấu âm nhạc thì hai đội đang hòa nhau. Vâng, và cảm ơn anh Khánh Vũ đã đến đây với bọn em ngày hôm nay. Và em thấy anh là gọi là khách mời vui tính và quậy nhất từ đầu chương trình đến giờ luôn. Anh nói chung là cảm ơn tất cả mọi người nha. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời rồi. Nói chung là anh cũng khá là có tuổi rồi đó, hiểu không? Nhưng mà hôm nay được đến đây chơi với mọi người, cảm giác như mình được quay lại những cái ngày tuổi thơ, chơi những cái trò này nọ rất là vui. Cảm ơn tất cả mọi người đã cho anh những cái giây phút rất là vui vẻ. Hy vọng rằng cái số này sẽ được khán giả sẽ được ủng hộ cho B336, ủng hộ cho Vũ và đặc biệt là ủng hộ cho chương trình Đông Tây Nam Bắc. Cảm ơn